Hello hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoài Niệm Game TV. Hôm nay thì mình mang đến cho anh em một cái set đồ khá là chất, khá là đẹp và cũng khá là đắt tiền, để cho anh em cùng được trải nghiệm cùng mình cái set phối đó. Vẫn là set skin đê thôi, nhưng hôm nay mình phối với một cái cánh lie và một bộ dinh pedal lie. Cái lăng của cái bộ Stealth 2.0, lăng Stealth 2.0 và một con rồng Stealth 2.0. Tiếc rằng mình hơi máu me làm cái clip này vội vàng nên là mình vẫn đang sử dụng cái khiên của Manticore. Đó. Thì đây là cái Asalai, cái cánh lai anh em nhá. Cánh này hiện tại rơi vào khoảng 12 style. Đây là mình nói là khoảng thôi. Thì những cái dòng của nó thì hiện tại thì cái cánh này nó cũng ra rất là lâu rồi. Tuy nhiên là nếu mà để so sánh với những cái cánh mới ra, cái áo choàng mới ra bây giờ thì cái chỉ số của nó cũng bình thường thôi. Còn đây là cái lăng Stealth 2.0. Trị giá giờ nó khoảng 4 style, trên dưới 4 style một tí, tùy người bán và tùy thời điểm anh em nhé. Đây là cái lăng này thì cái chỉ số của nó cũng rất là ngon, 6,5% sát thương cuối, rất nhiều dòng ngon. Đây là con rồng Stealth 2.0. Mình đang ngồi nên là mình không thể cưỡi rồng lên được. Tí nữa mình sẽ cưỡi lên cho anh em xem. Con rồng này thì bây giờ hiện tại giá nó cũng vào khoảng đâu đó khoảng 4 style. Thì ngoài ra thì mình có cả một con rồng IC ở đây nữa để so sánh cho anh em xem. Thì hai con này chỉ số nó cũng không khác gì nhau đâu. Nó vẫn là một chỉ số giống nhau thôi. Nó chỉ khác nhau về màu sắc. Còn đây là set skin D. Skin D này thì anh em xem nhiều biết nhiều rồi, gặp ở trong game cũng khá là nhiều rồi. Cái set skin D này thì bây giờ rơi vào khoảng 14-15 vua. Còn đây là cái bộ dinh pedal của Setline. Dinh pedal của Setline, giá của nó bây giờ thì dưới 5S rồi, nhưng mà trước đây thì nó cũng khá là đắt đỏ. Do là những cái dinh pen bây giờ nó đồ cốt nó ra là những cái dinh pen ngon hơn nên giá của nó vẫn rất là đắt anh em nhé. Thì ôn toàn bộ những cái trang bị trên người mình hiện tại thì nó vào khoảng hơn 11 triệu đấy. Cũng khá là đẹp, cũng khá là chất. Vì là cái đồ like này thì là nó là cái đồ hiếm mà anh em, đồ hiếm và đồ VIP nên là giá nó rất là cao. Nguyên cái cánh này đã là tính ra là nó bây giờ nó vào là bao nhiêu tiền rồi đấy, 4-5 triệu rồi, 4-5 triệu với cái cánh rồi đó. Thì anh em khi xem video thì cũng để ý là cái giá trị của những cái món đồ này nó sẽ thay đổi theo ngày, nên là anh em khi xem thì anh em nên để ý vào cái thời điểm mà mình phát hành cái video này nhé. Ok, thì mình sẽ đeo con rồng này lên để cho anh em xem, và mình sẽ đi PK thử cho anh em xem là cái cây đồ đẹp mắt long lanh như thế này thì cái sức mạnh của nó sẽ như thế nào. Anh em mình sẽ cùng trải nghiệm. Thì full cái cây này, đồ này khi mặc lên thì phòng thủ của mình nó chỉ được có khoảng 12.400 thôi. Đó, thì mình sẽ đi PK cho anh em xem. Đấy, vừa vào phát gặp ngay một bạn đang đứng ở Arena PK. Đấy, soi gold 1 và mặc IC. Đó. Bạn này cũng là Việt Nam chứ không phải Tây. Đó. Hai anh em chỉ có chơi xoay với nhau thôi, không ông nào chơi chọc gió hay là hú gì cả. Trời ơi. Công tử đẹp trai, con nhà giàu ăn mặc đẹp đã phải nằm sàn. Trời, được rồi, cũng được lại một mạng để giữ lại thể diện chút. Ok, thì ở trong mẫu Uruguay này thì nó có rất nhiều những cái item đắt. Ví dụ như là nếu mà anh em mà lên biết giá trị của cái cây full line ở cái thời điểm hiện tại thôi. Hiện tại thì nó vẫn là còn cực kỳ đắt rồi. Full line ở cây thời điểm hiện tại, full một set line 11-12 item này, cả con chim của nó nữa, thì nó phải nói là cực kỳ là nhiều tiền anh em ạ. Nguyên con chim của nó bây giờ tính ra tiền Việt anh em quy ra thì nó cũng khoảng hơn 40 triệu. Đấy, nó hơn 100 style mà. Còn cái set đồ của nó thì nó cũng khoảng 3-40 style gì đó. Mình thì mình không có cơ hội được sở hữu những cái đồ VIP như thế, nên là hôm nay là sở hữu được cái cánh này và cái bộ dinh pen này thì mình đã cố gắng là mượn về để làm clip cho anh em, review cho anh em xem. Đó, làm thêm những cái món đồ nó chất, nó đặc biệt, nó hiếm, để anh em được, thì anh em nào chưa biết thì được mở mang thêm tầm mắt, mà mình cũng được trải nghiệm thêm những cái set đồ giá trị như thế này. Cái đồ này, nếu mà cái set này bây giờ mà anh em lên thêm một cái khiên màu bạc nữa thì nhìn nó cực kỳ chất luôn, cực kỳ đẹp.
phun một dàn từ chân đến răng là màu bạc, chỉ có cái cánh là khi anh em PK thành sát thủ rồi thì nó thành màu đỏ thôi. Đó, oánh thì nãy giờ là cũng rất là thấm. Đấy, tuy là thủ có 12k thôi nhưng mà đánh rất là rát đấy anh em ạ. Đó, nhưng mà bạn này thì bạn ấy cũng mặc chỉ có full IC thôi. Nhưng mà cái bộ dinh pedal của Setline này thì nó, nếu mà so ra thì nó chỉ số nó còn không cả bằng dinh pen của IC anh em ạ. Đấy là mình đã nhìn qua thôi, chứ mình thấy là chỉ số nó rất là thấp, nó không cao bằng cái dinh pen Manticore đâu, nó thấp hơn dinh pen của Manticore rất nhiều. Đó, đây là gặp một anh Tây nữa này, mình sẽ đánh nhau với anh Tây chơi thủ xoay này chỉ cho anh em xem. Đấy, anh Tây này anh quay có cái chùy Horus, chùy Horus rất là đẹp, nhìn rất là phê. Áo choàng Snow và mặc bạn này bạn mặc set rớt, áo choàng Snow. Set rớt áo choàng Snow và chùy chùy Horus. Đó. Quay rất là kinh, quay rất là đẹp. Cầm khiên ảo, mình không biết là cái khiên bạn ấy đang mặc là cái khiên gì. Đấy, mình thấy là đi PK, nếu mà anh em chưa luyện được PK tốt thì anh em có thể xem lại clip tối hôm qua mình vừa đăng về hướng dẫn anh em PK trên sói và rồng. Đấy, còn những anh em nào mà lười học và PK, lười luyện PK nữa thì chơi thích chơi cái kiểu lối chơi đơn giản giống như mình hiện tại chẳng hạn. Đấy, bạn này bạn ấy cũng lên rồng để bạn ấy đánh nhau với mình rồi đây. Thì anh em cứ ở trên rồng trên sói, anh em chỉ cần thủ và anh em xoay kiếm xoay thôi, chứ đừng nên chọc gió. Chọc gió thì dễ chết lắm. Anh em xoay thì cái tỷ lệ phản đam sốc đam nó đỡ hơn. Đó, anh em cứ xoay thôi. Đấy, lúc nào có cơ hội nhìn thì có cơ hội ngon ăn thì anh em one hit, anh em tập one hit chọc gió để kết thúc luôn sớm. Đó. Gặp bạn Tây này, bạn ấy đầu tiên là bạn chưa thủ xoay, bây giờ bạn ấy thấy mình có rồng steel, bạn ấy cũng muốn khoe con rồng. Khổ đùa không phải đâu anh em ạ, chắc là bạn ấy thủ xoay mà bạn ấy thua chơi rồng nên là bạn ấy quyết định là lên rồng để bạn ấy chơi với mình. Đấy, cây đồ rất là đẹp, rất là chất. Đấy, những cái đồ này thì cố gắng là Hoài Niệm Game TV sẽ làm để cho anh em được trải nghiệm qua những cái video thôi. Thực ra thì mình khuyên anh em không nên lên những cái đồ như này. Đấy, anh em đã nhìn thấy gì chưa? Anh em đã nhìn thấy một cái hiện tượng gì lạ chưa? Một bạn mặc rồng xanh, đó, hai kiếm rồng ảo và một cánh DK cấp 2 ảo mà bạn ấy khỏe như thế này. Anh em nhìn có thấy giống có cái gì bất thường không? Mình thì sau khi PK với bạn này xong thì mình không thể tin nổi được nữa. Không thể tin được là một bạn mặc rồng xanh shop đồ full mà lại có thể khỏe được như thế này. Quá kinh khủng luôn anh em ạ. Đấy, quá kinh khủng luôn. Và mình cũng chỉ, nếu mà ở chơi ở trên rồng thì mình cũng chỉ ăn được bạn này được đúng một mạng duy nhất để gỡ lại danh dự. Và không hiểu sao bạn ấy lại khỏe như thế. Cái đoạn này mình với bạn ấy PK rất là lâu nên là mình sợ clip nó dài nên là mình tua nó hơi nhanh một chút để anh em có thể xem cho nó đỡ chán. Thì hy vọng là nếu bạn đang xem được cái clip này thì là cái bạn kẻ lưu manh này. Bác kẻ lưu manh thì mình ít đi PK nên không biết anh em nào vào anh em nào cả. Nếu mà bạn có đang xem clip này, hôm nay bạn được lên TV thì bạn hãy vui lòng là có thể là inbox vào cho kênh để cho kênh có thể là học hỏi về cái cách lên đồ được không. Bởi vì là mình thua và tâm phục khẩu phục. Đấy, thua một cách tâm phục khẩu phục luôn. Mặc cái đồ hơn chục củ mà hôm nay đi để giới thiệu anh em mà bị bạn cho sấp mặt luôn thế này thì cảm thấy thế. Nhưng mà phải nói là mình phải nói là khâm phục bạn là chơi PK rất là hay. Đấy, mặc đồ, đây là đồ shop anh em nhá. Đây là đồ shop. Còn bạn ấy sẽ vẫn cầm một cái khiên và một cái kiếm gì đó hay là một vũ khí gì đó và cánh dinh pen nữa. Nhưng mà cái bộ rồng xanh kia thì không phải là đồ ảo anh em nhé. Nó là đồ full. Nó là đồ full cổ, đồ gọi là đồ cùi đấy, cùi bắp đấy. Mà bạn ấy PK quá kinh khủng anh em ạ, quá trâu luôn. Phải nói là bạn ấy quá trâu luôn. Mình sẽ thử, lát nữa mình sẽ thử xoay. Lần đầu gặp idol xem YouTube nhiều. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Không phải idol gì cả đâu. Anh em nhiều khi là cứ trêu mình là idol nọ kia thì mình cảm thấy rất là xấu hổ.
không phải là idol gì đâu anh em ạ. Mình cũng không phải là làm để nổi tiếng hay là cái gì cả, mà mình muốn làm những cái clip để lưu lại những cái set đồ đẹp, những cái buổi đi PK hay là giao lưu với anh em, để tạo được một cái cộng đồng người chơi, thêm những cái thông tin, thêm những cái video thông tin để cho anh em có thể xem, anh em có thể trải nghiệm được game nó thú vị hơn. Nhiều khi anh em không vào được game thì anh em có thể vào clip để anh em xem, chứ không phải là idol gì đâu anh em nhé. Rồi ok, tiếp tục. Đây là mình thủ xoay bạn ấy, mình chuyển sang chơi thủ xoay bạn ấy. Mình phải nói là bạn ấy cực kỳ trâu bò luôn anh em ạ, cực kỳ trâu bò luôn. Cái đoạn này mình thấy là cái đam bạn gây ra cho mình thì nó không nhiều, máu thì không tụt nhiều, nhưng sẽ có một cái lúc khoảnh khắc nào đấy nó tạo ra một cái sốc đam mà mình chết luôn, không hiểu là vì sao. Mình cũng không phải là pro PK hay là giỏi PK đâu, nhưng mà thực sự là PK với bạn này thì rất là mỏi tay. Nếu mà mình mà mặc một cái set đồ nó mạnh như thế này rồi mà đánh mãi không chết được bạn ấy được một mạng, thực sự là bạn ấy PK phải nói là rất là hay. Và cái cách lên đồ của bạn ấy mình cũng rất là mình rất là ngạc nhiên, rất là tò mò, không biết là như thế nào. Anh em nào có những cái cao kiến về cách lên đồ của bạn kẻ lưu manh đang trên màn hình thì anh em có thể là bình luận giúp cho mình. Chứ từ hôm qua giờ khi mình mặc cái cây này với PK bạn này xong để làm cái clip này thì thực sự là mình cũng suy nghĩ rất nhiều về cái cây đồ này của bạn ấy. Hy vọng là nếu bạn ấy có đang xem clip này thì bạn sẽ giải đáp cho mình một chút để mình đỡ tò mò, đỡ thắc mắc từ hôm qua đến giờ. Đó, thua một cách tâm phục khẩu phục luôn anh em ạ. Thì cứ thỉnh thoảng có cây đồ khủng đẹp đi PK với anh em thì toàn thua thôi, toàn bị anh em hành cho. Đấy, anh em thấy chưa? Một cái phong cách rất là hoài điệu, hoài cổ luôn, đúng theo phong cách mà mình thích. Mặc những cái cây đồ nó cổ, nhìn thì có vẻ là giá trị thấp nhưng mà PK thì cực kỳ hay, cực kỳ sướng luôn. Mặc những cái cây đồ như thế này mà làm cho đối phương mà giống như mình hôm nay chẳng hạn, bị nằm thua sấp mặt thì mới cảm giác thì nó mới là sung sướng, nó mới là gọi là phê anh em ạ. Thực sự là phê. Và mình sẽ nghiên cứu cái cách lên đồ này để cho anh em xem, chết liên tục anh em ạ, chán ghê đấy, chán kinh người luôn đấy. PK thì mỏi cả tay mà cuối cùng là thu liên tục, rất là nản, rất là oải. Rồi hy vọng là anh em hãy ủng hộ cho mình, tăng thêm động lực cho mình bằng cách like video này. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy giúp mình một nút đăng ký kênh ở phía dưới của video. Ấy, ok, cuối cùng thì cũng được ăn được một hai mạng tiếp theo để gỡ lại được cái phần nào sĩ diện rồi. YouTuber mà mặc đồ khủng mà đi đánh thì toàn thua. Trời ơi, lại thua tiếp rồi anh em ạ. Lại thua tiếp rồi anh em ạ. Quá kinh khủng luôn. Đây là những cái đoạn clip này là mình tăng tốc độ lên một chút để cho anh em xem nó đỡ bị nhàm. Bởi vì mình muốn quay lại chi tiết cái trận đấu này giữa mình với bạn kẻ lưu manh này, với bác kẻ lưu manh này, để cho anh em được xem, được chiêm ngưỡng. Thực sự là những cái buổi đi PK gặp những cái đối thủ như này thì mình cảm thấy rất là phê này, đánh như này mới là phê này. Mình thì cũng chơi thủ xoay cũng khá tốt, đấy là do mình tự nhận là như vậy. Chưa phải là pro hẳn, nhưng mà khi gặp những anh em như thế này thì mình mới biết là nhiều anh em còn có những cái lối chơi, lối lên đồ, lối PK rất là hay. Đấy, tạm thời là hai anh em mỏi tay quá là không đánh nữa. Rồng xanh ký ức vừa về đây. Ok, cảm ơn bác. Rồi thì lại tiếp tục sau đó thì mình có đi tìm đối thủ tiếp thì lại gặp rất nhiều anh em. Và anh em mong muốn được lên TV nên là mình cũng xin test một đoạn và để mời anh em lên sóng trong cái video clip hôm nay của mình. Đấy, ok, thì tất cả những anh em đang có mặt trên màn hình, anh em nào mà yêu mến yêu quý mà chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ cho mình một nút đăng ký kênh ở phía dưới của video nhá, cái nút màu đỏ ấy, thì để khi mình có video mới thì nó sẽ thực hiện lên thông báo cho anh em. Đó, ăn được bạn này hai mạng rồi ấy, ba mạng rồi, rất là tự tin khoe cá tính. Bạn ấy có con Dino, bạn ấy là con Dino ảo rất là dị. Bạn có con Dino ảo rất là dị, anh quay chưa? Ok, quay nhé.
Ôi trời ơi, ôi trời ơi, bây giờ mới thể hiện rõ cái cá tính này, bây giờ mới bộc lộ rõ cá tính này. Tức là bây giờ quay phim lên TV rồi thì bạn ấy mới đánh thực sự cái khả năng của bạn ấy này. Đấy, chết lại chết tiếp anh ạ. Anh em ạ, hôm nay mặc cây đồ đi PK, đồ đẹp, đồ xịn mà thất vọng quá, chết liên tục. Thua anh em, toàn cứ thần tượng với cả phái idol đi lay thì có phải chết người không? Trời ơi, ôi giời, mình phải đổi sang kiểu PK khác rồi. Không chơi với bạn này được. Đồ bạn này mình không biết là đồ như thế nào, vì bạn ấy đang mặc đồ ảo. Tao N01, tao N01. Ok, xin chào anh em, tao N01 và những anh em đang đứng bên cạnh. Đó. Thì hôm nay cũng đúng giữ đúng lời hứa, làm cái buổi PK đi gặp được rất nhiều anh em. Anh em nào cũng muốn được lên sóng, lên TV. Thì đáp ứng nhu cầu của anh em, tất cả những anh em muốn lên TV, mình sẽ cố gắng đưa anh em lên TV làm kỷ niệm. Đó, đây là không phải là mình giả vờ thua đâu anh em nhá. Mình thua thật đấy. Đang thua thật đấy, PK thua anh em. Bạn này bán PK rất là hay, ra vào rất là hợp lý, rất là nhịp nhàng, rất là đúng lúc đúng chỗ. Từ nãy giờ mình toàn thua thôi, chưa ăn được một mạng nào tiếp theo, chưa ăn được một mạng nào tiếp theo, nằm sàn liên tục anh em ạ. À, nghe chừng là hơi bị chán nản và buồn rồi đấy. Bạn chơi như thế này là mình muốn xóa cái clip này đi, mình không muốn up lên rồi đấy. Nói chiêu vậy thôi, chứ còn thực ra thì clip nó có hay có dở thì mình sẽ vẫn up lên, chỉ trừ là khi mà nó dài quá thì mình phải cắt bớt đi, thực sự là như vậy. Trong cái clip này thì bạn ấy có nói với mình là có một bạn ấy đi lừa đảo, nhưng mà mình thực ra thì mình cũng chưa hiểu bạn ấy nói là fake ở đây là cái gì. Không biết là lừa fake này là fake kênh của mình hay là như thế nào, nhưng bạn ấy cứ nói là cái bạn show master này là lừa đảo. Ok, thì mình cũng nhắc lại với anh em một lần nữa, những anh em nào mới chơi, những anh em nào mới chơi game này thì anh em hãy lưu ý. Cái con game này là một cái con game đồ đạc, nó rất là giá trị và cũng rất là dễ bán. Cho nên là rất nhiều những cái thành phần lừa đảo để lấy đồ của anh em. Cho nên tuyệt đối anh em mới chơi thì anh em hãy tuyệt đối không cho người khác mượn đồ, và ít tra re giao dịch ở trong in game thôi, nếu mà mình chưa biết về những cái giá trị của các món đồ ở trong game, để anh em tránh được những cái lừa đảo và mất mát ở trong game. Đó, đấy là mình nhắc lại để cho anh em lưu ý là như vậy nhá. Hy vọng là không có những cái chuyện đấy xảy ra nhiều nữa ở trong game, vì mình hy vọng là những kể cả những cái bạn đi lừa đảo cũng vậy thôi. Lừa đảo thứ nhất là nó là một cái tội rồi, nếu mà quy ra pháp luật thì đó là một cái tội khá nặng đấy. Nên là anh em thứ nhất là hãy sống đúng với cái lương tâm của mình. Của mình thì mình chơi không lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác. Ok, clip hôm nay cũng khá là dài. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng clip và xem clip của Hoài Niệm Game TV. Anh em hãy bình luận và nhận xét về cái set đồ này như thế nào ở dưới. Hay anh em có thắc mắc, có cái giải thích gì về những cái set đồ hôm nay mình đã gặp và PK bị thua, anh em hãy bình luận ở phía dưới video nhé. Mình sẽ mong chờ tất cả những cái bình luận đóng góp của anh em. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của Hoài Niệm Game TV.